Xin chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình tối nay, thứ tư ngày 27 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc các cấp trong xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng của vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Trong phần tin quốc tế, một ngày sau vụ sập cầu ở thành phố Baltimore, bang, bang Maryland, Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để khắc phục và xây lại cầu, đồng thời mở lại cảng của bờ đông nước Mỹ nhanh nhất có thể. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Sự kỳ họp có các đồng chí Trưởng Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, nguyễn văn sơn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc các sở ban ngành của tỉnh lãnh đạo các huyện thành phố các đồng chí lê thị kim dung phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phạm thị minh xuân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh lê thị thanh trà tỉnh ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp kỳ họp xem xét thông qua 16 nghị quyết quan trọng. Về nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 vốn ngân sách địa phương tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong thời hạn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các chủ đầu tư, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần nâng cao năng lực quản lý, phân bổ, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Về các nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc công an xã trên địa bàn huyện Na Hàng và huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, xây mới một số công trình phục vụ cho huấn luyện dự bị động viên tỉnh Tuyên Quang. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn giai đoạn 2022-2030. Hội đồng nhân dân tỉnh đồng tình cao quyết nghị các chủ trương đầu tư theo thẩm quyền. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết tán thành chủ trương nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn thuộc huyện Sơn Dương. Việc sáp nhập góp phần tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Về nghị quyết lựa chọn thực hiện thí điểm phân cấp cho các huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, được ban hành trên cơ sở nghị quyết số 111 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc lựa chọn thí điểm phân cấp cho các huyện nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo, để cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Đối với các nghị quyết về quyết định bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân quyết định một số nội dung bổ sung dự toán trong năm 2024. Đây là nội dung mới theo quy định tại Thông tư số 76 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 để giảm thủ tục hành chính, đáp ứng kịp thời nhất các nhiệm vụ chi cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết được trình Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Quang Thắng, nguyên giám đốc Sở Nội vụ, đã được cấp có thẩm quyền điều động bổ nhiệm giữ trọng trách mới. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh đã đồng xem xét, thông qua 16 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao. Đây là những nghị quyết quan trọng là cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp các ngành tiếp tục bám sát nghị quyết kết luận của Trung ương của Chính phủ, tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2024 và tình hình thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ bàn làm không bàn lùi không nói không không nói khó không nói có nhưng không làm các cấp các ngành các địa phương cần tập trung nỗ lực hơn nữa thực hiện chỉ tiêu mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh nhất là các nhiệm vụ về tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công về thu ngân sách nhà nước thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cấp huyện công tác cải cách hành chính chuyển đổi số việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp các ngành tích cực chủ động tiếp tục giả soát những cơ chế chính sách của tỉnh đã ban hành và những chính sách pháp luật có liên quan, đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để phù hợp với các quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh. Với phương châm trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả, Hội đồng nhân dân các cấp, cấp tiếp tục bám sát tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy cung cấp tăng cường thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan dân cử địa phương theo quy định của pháp luật để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024. Sáng nay, Sở Thư pháp, cơ quan thường trực hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Các đại biểu được tiếp thu nội dung luật căn cước, luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở, đây là những luật liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Sau hội nghị, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức các bước triển khai thi hành để đưa các luật này sớm đi vào thực tiễn cuộc sống cũng trong sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội chi nhánh Việt Theo Tuyên Quang đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. Việc triển khai sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử nhằm thực hiện hiệu quả đề án số 12 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang về sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025. Tại buổi tập huấn, cán bộ chi nhánh Việt Theo Tuyên Quang đã hướng dẫn cách thức cài đặt đăng ký đăng nhập, tạo lập hồ sơ dữ liệu về cơ cấu tổ chức đảng, danh sách đảng viên, hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm, tra cứu tài liệu, phân quyền cho các tài khoản sử dụng trên hệ thống. Triển khai sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử sẽ từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ quân sự tỉnh Tuyên Quang. Sáng nay, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị liên ngành tăng cường công tác Phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh thành trong cả nước. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người. 30 trên 63 tỉnh thành phố ghi nhận ca mắc bệnh dại, cao nhất là miền Bắc gần 38%. Từ đầu năm 2024, số ca mắc tiếp tục gia tăng đột biến với 27 trường hợp tử vong do bệnh dại. Tháng 3 năm 2024, Việt Nam ghi nhận một ca tử vong do cúm AH5N1. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định trong thời gian tới, nguy cơ các ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người tiếp tục xảy ra. Theo đó, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Trung tâm kiểm soát bệnh các tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt công tác tiêm chủng an toàn, hiệu quả, dự trữ thuốc, hóa chất đảm bảo sẵn sàng cho công tác phòng dịch, bảo vệ sức khỏe người dân. Tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, phát triển kinh tế lâm nghiệp nhiều năm qua được coi là chìa khóa để mở ra cánh cửa thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho bà con nhân dân. Khai thác tiềm năng đất đai cùng với những chính sách hỗ trợ về cây giống, vay vốn ưu đãi, nhiều hộ đã xây dựng các mô hình lâm nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Với trên 4.300 hecta rừng sản xuất, nhiều hộ dân tại Công Đa, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, đã thoát nghèo và xây dựng đời sống ấm no từ kho vàng xanh này bằng sự cần cù chịu khó, những cánh rừng xanh tốt đã được bà con nhân lên từng năm, mang lại nguồn thu lớn. Chính quyền địa phương cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi trồng rừng gỗ lớn. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ cây giống chất lượng cao, giúp nhiều hộ tại đây nâng cao giá trị cho rừng trồng và tăng thu nhập từ rừng. Có cái nghị quyết 03 của đồng Nhân dân tỉnh ra thì các hộ cũng đăng ký cây giống và là trồng thì hiệu quả rất là tốt cây phát triển rất là tốt và mọi diện tích thì trồng thì cây rất là đẹp và làm thì rất là hiệu quả. Phát huy hiệu quả những lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, thời gian qua, công tác trồng rừng đã trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân và là nghề đem lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Đặc biệt ở những địa phương khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, việc trồng rừng đã giúp các hộ dân thay đổi cuộc sống, thoát khỏi cảnh nghèo khó, thậm chí là vươn lên làm giàu. Như tại Thành Long xã thuộc vùng 135 của huyện Hàm Yên. Lâm nghiệp đã đóng góp quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân và thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Địa phương này có trên 4000 hecta rừng, trong đó có gần 200 hecta rừng tự nhiên, trên 1700 hecta rừng của công ty lâm nghiệp và trên 2100 hecta rừng sản xuất của nhân dân. Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng sản xuất của xã đã được cấp chứng chỉ FSC. Sau khi được cấp cái chứng chỉ rừng thì cái nguồn lợi mang lại từ rừng đã nâng cao lên rất nhiều cho cái mức thu nhập của người dân trong quá trình thực hiện làm kinh tế rừng. Những năm qua trong định hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân, ngành lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng để triển khai công tác trồng chăm sóc và bảo vệ rừng hiệu quả. Đảng ủy chính quyền các cấp thực hiện nhiều chính sách, giải pháp phù hợp tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế từ rừng theo hướng bền vững. Với những điều kiện thuận lợi, và sự chủ động từ phía người dân, tại các xã vùng sâu vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, tiếp tục có thêm nhiều hộ gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành những điểm sáng cho phong trào phát triển kinh tế với lâm nghiệp. Vốn là người ham mê làm nông nghiệp và mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Bùi Khánh Cường, giám đốc hợp tác xã Tuấn Cường ở xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa đã đi nhiều nơi tham quan nhiều mô hình nông nghiệp, nhận thấy trồng nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh đã quyết định xây dựng mô hình tại gia đình. Hơn chục năm nay, những bịch vôi nấm đã trở thành bạn đồng hành cùng anh trên con đường lập nghiệp. Sau khi theo học các lớp tập huấn về trồng nấm, tham quan mô hình kinh tế ở nhiều nơi, nắm bắt được kỹ thuật, anh Cường đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng trồng nấm giò, nấm rơm. Nhận thấy cây nấm cho kết quả khả quan, anh đầu tư mở rộng diện tích, làm dàn kiên cố, xây dựng một quy trình khép kín trong sản xuất để tạo ra những sản phẩm nấm sạch, an toàn. Vừa làm vừa tự mày mò hỏi thêm, Đến nay, mô hình trồng đấm của anh đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều tiểu thương trong và ngoài huyện. Chúng Tôi trồng nấm được khoảng độ 12 đến 14 năm rồi. Hiệu quả kinh tế thì so với lại những cái cây nông nghiệp khác thì nó có tính chất ổn định và cũng 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 đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống. Trong quá trình sử dụng trồng nấm thì chúng tôi có một cái là có thể là sử dụng được tất cả những cái nguồn nguyên liệu phụ phẩm từ dơm dạ cho đến những mùn cưa của gỗ keo từ các xưởng để tận dụng để sản xuất làm nấm. Khi đã thuần thục kỹ thuật trồng nấm thông thường, anh Cường lại tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu các giống mới. Cuối năm 2023, anh nhận được sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ trồng nấm linh chi từ tổ chức CWS và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chiêm Hóa. Mô hình trồng nấm linh chi ra đời, khẳng định thành công và bước tiến mới trên con đường chinh phục đam mê. Theo anh Cường, các loại nấm thường nhạy cảm với yếu tố môi trường như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm và sâu bệnh. Do vậy, người sản xuất phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật để có thể tạo ra những bông nấm đẹp, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Để có một, một nấm bông linh chi chất lượng như những ở đây thì quan trọng nhất là cái khâu kỹ thuật. Mình phải đảm bảo là tương đối tốt từ khâu làm phôi, cái độ ẩm của lán trại và độ sáng của lán trại không được tối quá và và độ ẩm cũng 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 phải là khoảng độ 7 đến 80% trở lên. Đó và và trong vòng khoảng, khoảng độ một tháng rưỡi là mình đã được thu rồi và cũng thời gian gần đây thì cũng được là tổ chức CFF cùng phòng nông nghiệp chuyển giao công nghệ trồng nấm linh chi trên thân cây gỗ và mình cảm giác là cái trong khi mà đã thực hiện trồng ấy thì hiệu quả nó cũng cao và cái nguồn nguyên liệu nó cũng sẵn có từ những nguyên liệu sẵn có tại địa phương như dơm dạ mùn cưa thân keo đã tạo ra một sản phẩm nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân Năm 2023, sản phẩm nấm sò của gia đình đã được chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao. Đây là động lực để anh tiếp tục mở rộng mô hình. Anh Cường mong muốn thời gian tới, mô hình không chỉ với hộ gia đình mà còn được nhân rộng ra phạm vi toàn xã để nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhận thức nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương luôn xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, người dân thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình để từ đó đồng thuận tham gia dấu ấn quan trọng mặt trận tổ quốc xã đồng lợi đạt được thời gian qua là việc tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nội dung các cuộc vận động trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ủy ban mặt trận tổ quốc xã đã lựa chọn phần việc tập hợp huy động sự tham gia đóng góp của nhân dân làm mới và tu sửa nhà văn hóa thôn cùng với nguồn ngân sách đầu tư của nhà nước chỉ trong năm 2023, bà con nhân dân trên địa bàn xã Đông Lợi đã huy động trên 3.000 ngày công lao động và trên 2 tỷ đồng để xây dựng mới và sửa chữa được 10 nhà văn hóa. Thông qua đây, đã tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Khẳng định vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trong tuyên truyền tới bà con về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, nhất là những phần việc do dân tham gia thực hiện cái chương trình này được xây dựng thì nhân dân là rất đoàn kết nhất trí là ủng là đóng góp và ủng hộ đấy là bởi vì là đã tạo được cái nhà văn hóa mới để là nơi hội họp của nhân dân vui chơi văn hóa văn nghệ cũng đã tranh thủ đến các cái già làng trường bản người có uy tín đặc biệt là những cái người có tiếng nói ở trong thôn thì cũng đã là tập hợp quy tụ những cái người đó để có tiếng nói cùng với ban công tác mặt trận ở các cái khu dân cư để tuyên truyền vận động và quy tụ nhân dân đồng lòng đoàn kết với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nhà văn hóa và chính vì vậy thì mới có cái kết quả như ngày hôm nay. qua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và các phong trào thi đua mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã đồng lợi đã khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững trong nhân dân người dân chủ động xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp Đặc biệt, thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức thành viên, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về địa bàn dân cư. Cán bộ công chức xã thực hiện ba cùng với nhân dân trong ngày thứ bảy, duy trì việc giúp đỡ hộ nghèo làm nhà, làm mương nội đồng, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Các ban công tác mặt trận ở khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới làm tốt cái công tác dân vận để hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế xã hội rồi là tu sửa các cái nhà ở theo cái đề án xóa nhà tạm rột nát trên địa bàn cũng như là chỉnh trang các đường làng ngõ xóm và các điểm khu dân cư ở trên địa bàn xã. Theo kế hoạch năm 2024, xã Đông Lợi sẽ hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã bám sát sự lãnh đạo của các ủy, phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và chương trình công tác Mặt trận năm 2024, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để góp phần đưa đông lợi về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. trong phần tiếp theo của chương trình hưởng ứng của vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh thúc đẩy niềm yêu thích của học sinh đối với bộ môn tiếng anh thông qua cuộc thi tài năng tiếng anh những năm qua hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại, phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tập luyện, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. 33% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Các hình thức tập luyện như đi bộ, thể dục dưỡng sinh, đánh bóng chuyền hơi, nhày dân vũ phát triển mạnh ở hầu hết các địa phương. Từ năm 2020 đến nay, trung bình mỗi năm toàn tỉnh có trên 200 giải thể thao quần chúng được các cấp ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức. Như con số phản ánh rõ nét việc người dân đang ngày càng quan tâm đến thể dục thể thao tôi cũng ngoài 70 chút rồi. Thế mười mấy năm nay là tham gia cái bóng truyền hơi này và tham gia vào câu lạc bộ dưỡng sinh. Thì vừa tập luyện dưỡng sinh và vui chơi cái bóng truyền hơi này thì người nó rất khỏe và rất thoải mái. Toàn tỉnh có gần 3.000 công trình đang sử dụng cho hoạt động thể dục thể thao, trong đó có 41 nhà tập luyện, thi đấu thể thao, gần 1.400 sân bóng truyền, 280 sân bóng đá mini, gần 600 sân cầu lông, nhiều bể bơi sân chơi bãi tập sự quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi luyện tập của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đang góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Tại các trường học, việc rèn luyện giáo dục thể chất của học sinh sinh viên cũng được quan tâm thực hiện với việc thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động thể thao. Mỗi lần được học thêm một động tác mới thì bọn em cảm thấy rất là phấn khởi và muốn được các thầy hướng dẫn thêm nhiều động tác mới hơn nữa việc có những các câu lạc bộ này thì sẽ giúp bọn em cảm thấy thoải mái hơn sau những giờ học tập căng thẳng. Hôm nay thì trên địa bàn tỉnh thì có khoảng gần 5 000 cái tổ đội câu lạc bộ uh, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Thì đây là một con số cũng chúng tôi cho rằng rất là đáng mừng và cái việc mà cái các cái tổ đội các cái câu lạc bộ thể thao phát triển thì thể hiện là thứ nhất là về cái nhận thức của đông đảo nhân dân về cái lợi ích như vai trò vị trí của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe là đã được nâng lên rõ rệt. Cái thứ hai là thể hiện được cái sự quan tâm đấy, của tuyên truyền rồi lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành trong cái việc là vận động cũng như là đầu tư về cơ sở vật chất tạo những điều kiện thuận lợi để cho các cái tổ đội rồi các câu lạc bộ thể thao phát triển. Mỗi người dân khỏe mạnh làm cho cả nước khỏe mạnh mỗi người dù ở lứa tuổi nào cũng có thể lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, từ đó tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Khỏe khoắn nhảy theo điệu nhạc vui nhộn cùng trang phục thoải mái trẻ trung là những điều làm nên sức hấp dẫn của Shuffle Dance, một bộ môn nhảy hiện đại thu hút nhiều người luyện tập. Tại huyện Chiêm Hóa, Shuffle Dance hiện đang dần trở thành sân chơi được nhiều chị em phụ nữ yêu thích tập luyện. Ngoài niềm hứng khởi, tinh thần thư giãn khi được nhảy múa, đây cũng là bộ môn giúp người tập rèn luyện sức khỏe, thêm tự tin và giữ gìn vóc dáng. Nhóm nhảy Super đen Chiêm Hóa gồm 30 thành viên tập luyện hàng ngày. Các thành viên của nhóm ở nhiều độ tuổi với nhiều ngành nghề khác nhau nhưng có chung niềm đam mê thể thao. Thì cũng muốn tìm cho mình một cái bộ môn thể dục mà phù hợp. Thế thì sắp đen là một cái bộ môn mà có thể giúp mình vừa giải tỏa căng thẳng, đồng thời lại có thể hỗ trợ để giúp cho cái hệ xương khớp của mình nó khỏe mạnh Đấy. Cho nên là uh, ban đầu thì cũng chỉ có mấy chị em tập luyện với nhau thôi nên Tuy nhiên là đến bây giờ thì cũng đã khá là đông Súc phụ đen là bộ môn nhảy hiện đại Sử dụng nhiều chuyển động ở đôi chân và sự linh hoạt uyển chuyển Khi học súc phụ đen, người tập có thể tự do sáng tạo theo phong cách và cá tính riêng của mình Năm nay cũng gần 60 rồi Thế và qua thời gian tập luyện được cũng được hơn 2 năm thì mình thấy là cái bộ môn này nó rất là tuyệt vời, không đòi hỏi kỹ thuật cao. thế và khi mà tập rồi qua thời gian mình thấy là có rất là nhiều niềm vui. Thế và điều quan trọng nhất là mình sức khỏe mình được cải thiện rất là nhiều. Thế và dẻo dai các cái khớp chân khớp tay nhất là những tuổi như mình ấy. Đấy thì mình thấy rất là vui. Ngoài việc tích cực tham gia tập luyện hàng ngày để duy trì và rèn luyện thân thể, thì nhóm còn tích cực tham gia biểu diễn phục vụ nhu cầu văn nghệ, thể thao của thị trấn, của huyện. Với những lợi ích thiết thực cho sức khỏe tinh thần, Superden đang được lan tỏa bởi nhiều người có đam mê, tạo phong trào tập luyện thể dục thể thao sôi nổi trên địa bàn huyện. Hôm nay là ngày 27 tháng 3, là ngày thể thao Việt Nam. À, thay mặt cho nhóm nhảy thì xin chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe và à, xin gửi thông điệp tới mọi người là hãy rèn luyện thể thao mỗi ngày để chúng ta có một sức khỏe dồi dào, một tinh thần tích cực và mang niềm vui được đến cho mọi người. Tin trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước để chủ động có các biện pháp từ sớm, từ xa, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu giải pháp đơn giản hóa hơn nữa cách thức thanh toán đặc biệt Thủ tướng yêu cầu xem xét xử lý doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Bộ Công Thương vừa ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc quản lý phát triển cụm công nghiệp. Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo xúc tiến đầu tư, thu hút lựa chọn các doanh nghiệp có đủ năng lực kinh nghiệm làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp định hướng ưu tiên xúc tiến các doanh nghiệp dự án đầu tư thứ cấp có cùng ngành nghề có khả năng liên kết hỗ trợ nhau vào cùng một cụm công nghiệp ưu tiên các ngành công nghiệp theo định hướng quy hoạch tỉnh có công nghệ cao sạch tiêu tốn ít năng lượng mang lại giá trị gia tăng cao phát triển bền vững sau đây là một vài thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý trong ngày. Lá rong thời điểm này vẫn được nhiều khách hàng đặt mua. Dân mua cho biết không đủ để trả khách với lý do lá rong còn rất ít, các nhà vườn trước Tết gần như đã cắt gần hết. Theo các tiểu thương, lá rong hiện tại có giảm một chút so với thời điểm trước Tết, khoảng 700 đến 800 đồng một lá. Điều đáng chú ý là sau Tết, khách vẫn đặt mua rất nhiều mà lượng lá thu được tại các vườn không còn nên mới xảy ra tình trạng cháy hàng. Mận hậu trái vụ được giao bán với giá cao gấp 3 đến 4 lần so với chính vụ, song vẫn thu hút được thực khách bởi độ hấp dẫn, hương vị thơm ngon. Muốn thưởng thức mận hậu Sơn La, người dùng không có để tìm mua ở thị trường Hà Nội những ngày này khảo sát trên các trang mạng xã hội, giá mận trung bình khoảng 150 đến 230.000 đồng một kg. Loại đặc biệt quả to có giá lên tới 270.000 đến 280.000 đồng một kg. Mức giá này đã hạ nhiệt so với trước Tết. Tin thế giới, một ngày sau vụ sập cầu ở thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ, tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để khắc phục và xây lại cầu, đồng thời mở lại cảng của bờ đông nước Mỹ nhanh nhất có thể. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh, chính phủ liên bang sẽ chi trả toàn bộ chi phí xây lại cầu. Truyền thông địa phương đã thông báo 6 người đã thiệt mạng sau khi rơi xuống sông. Đây được xem là một thảm kịch khủng khiếp với người dân xứ này. Vụ sập cầu đã làm gián đoạn vô thời hạn tàu ra vào cảng Baltimore và điều này sẽ có thể gây tổn hại cho nền kinh tế địa phương, làm căng thẳng chuỗi cung ứng và gây xáo trộn hoạt động vận tải dọc bờ đông của Mỹ. Trước đó, cơ quan giao thông vận tải Maryland cho biết, sau khi xảy ra vụ va chạm dẫn đến sập cầu, Tất cả các làn đường đã bị phong tỏa ở cả hai hướng và giao thông đang được điều tiết sang hướng khác. Chính phủ Pháp sẽ phải đẩy mạnh cắt giảm ngân sách trong bối cảnh các số liệu công bố cho thấy mức thâm hụt ngân sách công trong năm ngoái của nước này cao hơn nhiều so với dự kiến. Theo cơ quan thống kê quốc gia Pháp, mức thâm hụt ngân sách công trong năm ngoái là 5,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP, tăng so với mức 4,8% ghi nhận năm 2022 và cao hơn đáng kể so với mục tiêu 4,9% mà chính phủ Pháp đề ra. Trong khi đó, nợ công của nước này vào cuối quý 4 năm 2023 ở mức 110,6% GDP, thấp hơn so với mức 111,9% trong cùng kỳ năm 2022, mặc dù chính phủ Pháp đã cảnh báo trước rằng thâm hụt sẽ cao hơn dự kiến. Nhưng thông tin trên vẫn là tin xấu, bởi điều này đồng nghĩa chính phủ sẽ phải đẩy mạnh tiết kiệm ngân sách trong năm nay để đạt được mục tiêu thâm hụt ngân sách ở mức 4,1%. Các quần thể san hô trên thế giới đang bị đe dọa do nhiệt độ đại dương ấm lên, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng hàng loạt. Nhằm khôi phục các dạng san hô, các nhà khoa học ở Anh đã tiến hành nhân giống san hô trong phòng thí nghiệm với những kỹ thuật mới. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Derby đã mô phỏng môi trường các dạng san hô trong tự nhiên và chu kỳ mặt trăng và mặt trời trong phòng thí nghiệm để nhân giống san hô. Các hệ thống này được thiết lập dựa vào đặc tính sinh sản và ban đêm của san hô. Các nhà nghiên cứu cũng đang thử nghiệm việc sử dụng men vi sinh để gia tăng tốc độ tăng trưởng của san hô. Kết quả thu được rất khả quan. 60 giây cập nhật. Chính phủ vừa ban hành quyết định số 05 năm 2024, quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, hàng năm sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến động thông số đầu vào của tất cả các khâu và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên, giá điện được phép điều chỉnh tăng. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Quyết định có hiệu lực từ 15 tháng 5 tới đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.